chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với cái video của mình ngày hôm nay. Và cái video của mình ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ unbox và mở hộp cái dòng Samsung Galaxy A50. Đây là cái phiên bản 64GB. Đó, phiên bản 64GB. Đây là một trong những cái sản phẩm nó rất là hay cho chúng ta, bởi vì là nó hỗ trợ mạng, chúng ta là mạng 4G LTE. Và máy này có hỗ trợ 3 camera. Camera chính là 20 3 camera, một camera 25 megapixel, một camera 50 megapixel và camera 80 megapixel. Và có thể chụp ảnh xóa phông với camera 25 megapixel. Được chưa? Và đây là nó hỗ trợ 64GB memory, có nghĩa là hỗ trợ 64GB bộ nhớ và 4GB RAM, được chưa? Đó, có nghĩa là bộ nhớ trong của nó là 64GB, bộ nhớ RAM của nó là 4GB, được chưa? Và nó hỗ trợ dual SIM, được chưa? Và đây là cái tem của Samsung, nếu mà mình bóc ra thì mình sẽ gọi là khui hộp, zin, được chưa? Ở đây là các bạn có thể xem thông tin ở đây nữa. Dạ. Đó, đây là cái sản xuất năm 2019. Dạ. Điện thoại Samsung ấy. Đấy, mã của nó là SMA50505FDS, được chưa? Đó, khu công nghiệp Yên Bình, Phổ Yên, Thái Nguyên, Việt Nam. Đó, nó có thông tin ở đây hết các bạn. Đấy. Ở đây là cái dẫu của công ty Samsung Electronics. Đó. Đó, đây là cái dòng sản phẩm Samsung A50. A50 hiện tại đã có A80, dạ, A60, A70, A80. Và bây giờ mình sẽ khui hộp mà vào cái dòng sản phẩm này ra. Mình sẽ khui hộp mà cái tem ở bên góc này xem nào. Hòa rách thì không thể khui hộp mở được. Có một số tem ấy thì mình có thể mở ra như thế này được, nhưng mà tem này phải rách, bắt buộc là con phải khui hộp ở đây. Thế thì như thế này thì nó hết zin, như này hết bảo hạn, hết nguyên zin của nó. Mình mở cái dòng sản phẩm này cũng là mở đầu tháng luôn. Hôm nay là mùng 1 tháng 8 các bạn ạ. Cái máy này nó hỗ trợ 3 camera. Mở hộp lâu thế. Rồi, mình đã tháo được cái tem này ra. Cái tem này là cái tem các bạn phải dùng dao để rạch. Dạ, nó cái tem này các bạn xé thì nó sẽ bị rách, nhưng mà nó khá là chắc cái tem này. Bây giờ mình sẽ mở ra bên trong này. Ở bên trong này có một cái khay SIM này. Đấy. Đồ công nghệ lúc nào các bạn mở ra cũng có một cái mùi thơm rất là phong phú ở đây. Thơm. Đấy. Đây là cái sạc. Đây là cái sạc nhanh của Samsung. Cái sạc nhanh của Samsung này nó có thể nó hỗ trợ của chúng ta hỗ trợ sạc nhanh quick charge. Hỗ trợ sạc nhanh quick charge. Đấy, 3.0 đó. Dưới đi. Đây. Nhảy xuống bẩn lắm. Đây.
Đi đâu? Cậu đây. Nó công nghệ hỗ trợ sạc nhanh và cái vôn của nó ra, mình sẽ xem là cái vôn của nó ra bao nhiêu. Đấy, nó output của nó ra là 9V 1,67A hoặc 5V 2A. Sản xuất là mùng 7 tháng 5 năm 2019 thì ạ. Ở đây là cái cáp chuẩn USB Type-C. Đây là một cái tai nghe chuẩn 3.5mm. Đây là USB Type-C nhá, hỗ trợ truyền dữ liệu rất là nhanh. Hỗ trợ kiểu như là hỗ trợ truyền dữ liệu và cũng như là hỗ trợ truyền dữ liệu phạt và sạc nhanh nữa. Và đây là Samsung A50. Đó. Nó hỗ trợ 3 camera. Nhìn nó rất là đẹp và bóng bẩy. Rất là nhỏ gọn. Về cái thiết kế của Samsung A50 ấy, thì cái mặt lưng của thiết bị này được làm bằng nhựa. Được ạ, nhìn nó rất là đẹp. Bên trong này sản phẩm không có gì cả. Ở đây có một cái mã code Siri, các mọi người check mã code Siri ở đây. Bây giờ mình sẽ mở thử máy. Máy lên. Nhìn rất là thon gọn và bóng bẩy, nó không to lớn. Các bạn xem cái mình bóc cái giao diện nó ra. Nhìn bóc nó khá khó. Bảo chú chắc. Thì một tay quay đây là nó báo là cùng đi nào. Đây, cầm khá là nhẹ.
đây là máy mới. Mình nhấn cái mũi tên này, này. Ở đây là cái thông tin của máy này. Mình nhấn tiếp theo. Ở đây là bạn muốn kết nối, ví dụ kết nối không dây hay là cáp wifi không dây. Mình tạm thời bỏ qua, mình nhấn tiếp theo. Ở đây là nó sẽ dò ra mạng của chúng ta, các bạn sẽ kết nối với mạng. Mình sẽ bỏ qua. Nó sẽ biết vị trí của chúng ta hết, chấp nhận. Đây là cả quá trình cài đặt lần đầu tiên. Đây là nó có nhận diện, nó cảm biến vân tay, nó có chức năng cảm biến này, nhận diện khuôn mặt, cảm biến vân tay, mà mẫu hình có nghĩa khuôn mặt đây, pin này, má pin này. Mình vẫn bỏ qua, mình không phải hiện tại. Nhận diện đề xuất thì nó có những cái ứng dụng đề xuất cho chúng ta. Và đây nó có thể là có những cái ứng dụng đề xuất. Đây là tạo tài khoản của Samsung, mình cũng bỏ qua. Mình nhấn bỏ qua luôn. Mình nhấn hoàn tất. Đó. Đây là sản phẩm Samsung với cái màn hình tràn viền. Đây là máy Samsung A50. Đó, bạn xem cái dòng sản phẩm A50 này. Đây là camera góc rộng, các bạn thấy là nó có chữ, cái chữ này là nó góc rộng, thấy chưa? Mình ghi là góc rộng. Đấy, đây là góc rộng. Các bạn thấy chưa? Đây là camera góc rộng. Chụp ở trong điều kiện thiếu sáng nó khá là tốt. Đây là góc hẹp. Đấy. Khi mà chạy góc rộng ấy thì nó sẽ rộng hơn. Thấy chưa? Mình chọn góc hẹp. Đấy, góc hẹp này. Góc hẹp thì nó sẽ sáng hơn. Đây là góc rộng. Video. Ở đây nó có thể quay video tỷ lệ 16:9. Tỷ lệ 1:1. Và chế độ full. Ở đây là hiện tại máy này có hệ thống chống rung iOS, các bạn thấy chưa? Hiện tại mình di chuyển cái hình này nó cũng di chuyển rất là đều đặn. Đó. Chống rung iOS. Đó. Mình sẽ vào trong phần cài đặt setting này. Kích thước camera sau, độ phân giải đầy đủ. Đấy, độ phân giải. Kích thước đây là độ phân giải đầy đủ của nó là 2236 x 1080. Phân giải chuẩn của nó là 16:9 này. Kích thước camera trước này nó cũng như gần thế này. Video hiệu quả giúp tiết kiệm video quay ở định dạng để HEVC. Để tiết kiệm bộ nhớ, bạn có thể không phát được video trên thiết bị khác hay hoặc chia sẻ chúng online. Đấy, các bạn bỏ qua tính năng này. Cái tính năng HDL này thì cái này nó cũng có khởi động nhanh. Đấy, nhấn hai lần khởi động nhanh, nhấn nhanh phím nguồn hai lần, nhấn nhanh phím nguồn hai lần để màu máy. Ừ.
Đấy, đây là thông tin video. Còn thông tin ảnh ấy, thì mình sẽ chuyển qua ảnh, sau đó mình sẽ vào cài đặt ảnh. Cài đặt ảnh ấy, thì nó cũng có cái thông số, rất nhiều thông số ở đây. Đây là HDR này nó sẽ giúp cho cái hình ảnh của chúng ta tốt hơn. Đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Bye bye các bạn nhé.